Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi đến trong tuần. Đầu tiên là những phản ánh về giao thông. Đốt rơm rạ vào ngày mùa, nó là một thực trạng gây bức xúc và phiền toái cho người dân suốt nhiều năm nay ở mọi vùng nông thôn, đặc biệt là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Thế nhưng hầu hết thì chưa nơi nào có biện pháp xử lý cụ thể, vì vậy đến hẹn lại lên khi lúa được gặt thì tình trạng này lại tái diễn. Tuần vừa qua trên tỉnh lộ 490C Nam Định, khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950 đã ghi nhận được thực trạng này. Còn tại Khánh Hòa, những ngày qua, các phương tiện khi lưu thông qua quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa đều cảm thấy bất an trước nhiều tảng đá lớn được đặt ngay sát mặt đường quốc lộ. Được biết, những tảng đá lớn này đã được một đơn vị kinh doanh du lịch đem đến để chỉ dẫn đường cho du khách. Nội dung phản ánh này đã được khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 456 gửi đến trong tuần. Cầu Đại Lộc bắc qua sông Thạch Hãn, nối với trung tâm thành phố Đông Hà với huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, có mức đầu tư gần 60 tỷ đồng đang bị uy hiếp nghiêm trọng vì bị sạt lở bờ sông. Ngoài ra, một đoạn bờ sông dài 1 km cũng đang ở trong tình trạng tương tự, thậm chí đoạn sạt lở ăn sâu vào hơn 5 mét. Theo khán giả Bùi Ngọc Vũ có số điện thoại 0947, 3 số cuối 771, cây cầu này mới được đưa vào sử dụng khoảng 5 năm trở lại đây. Còn khán giả Nguyễn Đình Ngọc có số điện thoại 0388, 3 số cuối 784 cho biết, cây cầu Phú Long cũ nối với thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương được xây dựng từ năm 1913. Sau hơn 100 năm đưa vào sử dụng thì hiện cây cầu đã quá cũ nên sẽ bị tháo dỡ vào cuối năm nay để phát triển giao thông đường thủy và đảm bảo an toàn cho người dân. Việc tháo gỡ cây cầu đang mang cả giá trị lịch sử và gắn liền với người dân nên sẽ để lại nhiều niềm tiếc nuối. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những clip đáng chú ý này. Hình ảnh được ghi lại vào ngày cuối cùng của tháng 10 trên tỉnh lộ 490C hướng về phía nông trường Rạng Đông. Khi đến ngã tư đường đen cách thành phố 15 km thuộc địa bàn xã Đồng Sơn, huyện Tam Trực, anh Vũ đã gặp rất nhiều phương tiện dừng lại bởi trước mặt là một màn khói trắng đặc răng kín mặt đường, không thể nhìn thấy phương tiện lưu thông ngược chiều, mặc dù thời điểm ghi hình là 9 giờ sáng, mặt trời nắng chói chang. Xung quanh, các thửa ruộng nằm dọc hai bên đường đang được người dân gom rơm thành từng đống và thản nhiên châm lửa đốt. Mặc dù họ đang tận mắt chứng kiến cảnh khốn khổ của những người đi xe máy bị những cột khói bụi xộc vào mũi, cũng như sự ngao ngán của các tài xế xe ô tô phải dừng lại một cách bất đắc dĩ. Được biết, sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên đường cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành hồi tháng 4 năm 2018, nguyên nhân là do khói rơm che khuất tầm nhìn các phương tiện. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra tuần đường, xử lý nghiêm người dân khi có dấu hiệu đốt rơm rạ, ảnh hưởng an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào bị xử phạt nên người dân vẫn giữ thói quen, cứ thu hoạch xong là đốt rơm ủ lại mấy ngày tại ruộng rồi đưa đi bón cho các vườn rau. Các tảng đá lớn này là của khu du lịch Ba Hồ đem đặt ra ngay sát mặt đường quốc lộ để chỉ dẫn cho du khách đường vào khu du lịch. Chúng được đặt ngay mép đường nên tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đây. Người đi xe máy chỉ một chút lơ đễnh, mất cảnh giác có thể đâm thẳng vào các tảng đá này. Có tảng đá lại đặt ngay ngã ba khiến các xe khi ôm cua phải bất ngờ né tránh. Nguy hiểm hơn là đoạn đường này lại không có hệ thống đèn chiếu sáng, khiến không ít người tham gia giao thông giật mình khi đi trong đêm tối. Anh Toàn cho rằng, tình trạng một khu du lịch đã tự tiện đem các tảng đá lớn ra đặt ngay sát mép đường quốc lộ ngoài gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
còn vi phạm nghiêm trọng đến hành lang an toàn đường bộ, nên rất mong ngành chức năng giao thông tỉnh Khánh Hòa sớm chấn chỉnh hiện trạng nguy hiểm trên. Những ngày đầu mùa mưa bão, khu vực chân cầu Đại Lộc phía bờ Bắc tiếp tục bị uy hiếp do tình trạng sạt lở diễn ra phức tạp. Qua kiểm tra nhận thấy đoạn bờ sông Thạch Hãn thuộc địa bàn khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà đang bị sạt lở nghiêm trọng, chiều dài hơn 1 km, có đoạn sạt lở hơn 5 m, ăn sâu vào khu dân cư, gây mất an toàn dân sinh. Đặc biệt, tại vị trí chân cầu Đại Lộc, bờ sông bị sạt đến móng cầu có thể ảnh hưởng đến an toàn của công trình trong mùa mưa bão. Hàng năm, qua các đợt lũ, tình hình sạt lở liên tục diễn ra và ngày càng nghiêm trọng hơn. Cầu Phú Long cũ xây dựng vào năm 1913, có kết cấu thép dài 251 mét, tĩnh không thông thuyền thấp, chỉ có 3 mét. Bên cạnh đó, trong chiến tranh, cầu đã bị sập nhiều lần và được phục hồi lại. Hiện nay, cầu đã xuống cấp nặng và chỉ dành cho người đi bộ và xe hai bánh. Để bảo đảm an toàn, đơn vị quản lý cầu phải cắt cử người túc trực 24 trên 24 giờ. Trong khi cầu Phú Long mới thay thế cầu cũ đã đi vào hoạt động từ năm 2012. Cầu có chiều dài hơn 1.400 mét, có chiều rộng mặt cầu 26 mét và với 6 làn xe đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Trước tình trạng trên, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự kiến việc triển khai tháo dỡ cây cầu này sẽ thực hiện vào cuối năm nay. Về quy mô tháo dỡ, theo quyết định phê duyệt sẽ tháo dỡ toàn bộ kết cấu nhịp và các trụ cầu, thanh thải dòng chảy, tổ chức lại giao thông trong khu vực. Đối với vật tư thu hồi được sẽ thanh lý theo quy định để bù vào tổng mức đầu tư của công trình. Được biết, tổng kinh phí dự án tháo dỡ là 14,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chuyển sang phần điểm những clip đáng chú ý về môi trường. Nhiều hộ dân nuôi cá bớp tại xã Vạn Thanh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa rơi vào cảnh nợ nần vì tình trạng cá bớp chết hàng loạt. Hiện người dân đang phải bán tháo số cá còn lại với giá rẻ. Khán giả Lê An có số điện thoại 0988 3 số cuối 241 cho biết, được biết nguyên nhân của tình trạng trên là do cá được thả nuôi với mật độ dày, độ thông thoáng giữa các ô lồng kém, lại gần khu vực tàu thuyền neo đậu và gần bờ nên dẫn đến thiếu oxy. Từ Thái Bình, khán giả Bùi Xuân Tuyển có số điện thoại 0166 3 số cuối 452 cho biết, nhiều năm qua người dân khi lưu thông qua tuyến đường liên xã thuộc địa phận thôn Đoài, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đều không khỏi ngán ngẩm trước một bãi rác tự phát ven đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do tồn đọng lâu ngày không được dọn dẹp nên đã trở thành môi trường lý tưởng cho các loại ký sinh trùng trú ngụ, đe dọa đến sức khỏe của người dân khu vực. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những nội dung đáng chú ý này. Vừa gượng dậy sau thiệt hại khủng khiếp của cơn bão 12 xảy ra vào tháng 11 năm 2017, gia đình anh Nguyễn Văn Toàn ở thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh lại phải đối mặt với cảnh nợ nần. Khoảng đầu tháng 3 năm 2018, gia đình thả nuôi 300 con cá bớp. Sau 7 tháng, cá phát triển tốt, đạt trọng lượng từ 3 đến 5 kg một con. Thế nhưng chỉ trong một buổi sáng, 250 con cá bớp thương phẩm đột nhiên lờ đờ nổi trên mặt nước. Trong đó đã có một số chết. Lo lắng sẽ bị mất trắng, anh phải bán gấp với giá rẻ. Không chỉ gia đình anh Toàn mà hơn 40 hộ khác cũng rơi vào cảnh tương tự.
trong đó chủ yếu tập trung ở vùng biển khu vực Đầm Môn Thượng và Đầm Môn Hạ, thuộc thôn Đầm Môn, xã Vạn Thành. Đa phần là cá thả nuôi từ 3 đến 7 tháng tuổi, trọng lượng từ 0,5 đến 5 kg. Ngay sau khi xuất hiện triệu chứng, các hộ nuôi cá bớp đã bán tháo với giá rẻ chỉ khoảng 80 đến 100 nghìn đồng một kg, thậm chí là 40 nghìn đồng một kg đối với cá loại nhỏ. Trong khi trước đó, giá cá bớp thương phẩm trên thị trường dao động từ 140 đến 180 nghìn đồng một kg. Tổng lượng cá xuất bán ước khoảng 10.000 con. Khi lưu thông đến thôn Đoài, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, đập vào mắt người qua đường là hình ảnh phản cảm như thế này. Vất lờ biển cấm đổ rác, xác động vật hay vỏ trứng, túi ni lông, rác sinh hoạt vẫn được người dân đổ đều đặn ra đây và đang ngày càng bốc mùi xú uế. Khi bãi rác đã quá tải, người dân lại tiến hành xử lý bằng cách châm lửa đốt, gây hạn chế tầm nhìn cho các chủ phương tiện, đồng thời tác hại đến sức khỏe đối với con người. Được biết, đây không chỉ là tuyến đường huyết mạch nằm sát tuyến đường liên huyện 22, mà còn là nơi các em học sinh địa phương qua lại mỗi ngày. Vì vậy, khi mà rác thải tràn ra đường, gây không ít tác động xấu đến người tham gia giao thông. Chuyển sang một số phản ánh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây, bộ lịch Lục Vân Tiên dành cho Tết Kỷ Hợi năm 2019 đã chính thức được ra mắt. Bộ lịch không chỉ có kích thước và hàng lớn nhất trên thị trường hiện nay, mà điều đặc biệt đó là toàn bộ tác phẩm truyện thơ Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu được đưa vào 365 tờ lịch bằng tranh minh họa cho từng câu thơ. Theo khán giả Nguyễn Đình Ngọc có số điện thoại 0388 và số cuối 784, thì giờ đây tờ lịch không phải để xé bỏ đi mỗi ngày mà được lưu giữ lại như một tác phẩm nghệ thuật. Trong tuần qua, khán giả Nguyễn Hà An có số điện thoại 0978 và số cuối 545 lại chia sẻ với những hình ảnh đặc biệt tại làng rau Ngọc Lanh của tỉnh Phú Yên. Nơi đây không chỉ là thương hiệu nổi tiếng về làm rau sạch chất lượng cao, mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Để có được điều này, bên cạnh đề án phát triển du lịch cộng đồng được tỉnh hỗ trợ, thì chính những nông dân lâu nay chỉ biết gắn bó với ruộng vườn, nay họ đã trở thành những hướng dẫn viên du lịch. Clip về một bếp ăn từ thiện dân lập tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang trong tuần vừa qua cũng đã thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả xem truyền hình. Bếp ăn này được hình thành cách đây 6 năm và liên tục duy trì đỏ lửa cho đến nay. Theo chia sẻ của khán giả Bảo Phúc có số điện thoại 0939 và số cuối 656, bếp được bà Nguyễn Thị Lanh là người được người dân địa phương biết đến với cái tên gọi là cô Tư củ cải lập ra, đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người bệnh nhân khó khăn hay là những người nghèo đã đến tại địa phương. Thưa quý vị, tại thôn Ba La, Vạn Tượng xưa, nay thuộc xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi, được xem là xứ sở của những loại đường đặc sản nổi tiếng ở Quảng Ngãi, trong đó có đường phèn. Nghề làm đường phèn đã tồn tại từ rất lâu, nhưng độc đáo nhất là vẫn giữ được cách làm truyền thống thủ công nên chất lượng thành phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao. Theo chia sẻ của khán giả Nguyễn Hoài Anh có số điện thoại 0982, 3 số cuối 564, thì đến nay thế hệ trẻ ở xứ Quảng vẫn luôn nỗ lực để có thể đỏ lửa mỗi ngày, giữ gìn cho bằng được những giá trị làng nghề truyền thống nức tiếng một thời. Sau đây, mời quý vị cùng dõi theo những clip đáng chú ý này. Toàn bộ quyển lịch là một quyển truyện tranh chứa đựng 2080 câu thơ lục bát trong tác phẩm Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. 2080 câu thơ lục bát này được chia đều thành từng câu chuyện trong 365 tờ lịch và được minh họa bằng những bức tranh chân thực, sống động. Yeah.
Đây là nỗ lực của ekip làm Lịch Xuân cách đây 2 năm đã ra mắt blog Lịch Xuân, in toàn bộ truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du và được công chúng tán thưởng. Sau chút bối rối, ông Huỳnh Ngọc Ấn, nông dân ở làng rau Ngọc Lãng, thành phố Tuy Hòa đã tự tin giới thiệu với khách tham quan về ngôi nhà gần 100 năm tuổi của mình, cùng với hàng chục loại rau được trồng trong vườn nhà. Để dần quen với công việc hoàn toàn mới mẻ này, ông đã tham gia nhiều lớp tập huấn để học về cách làm du lịch. Không gian này đã được ông chăm chút từ nhiều năm qua, và mong muốn của ông là sẽ được nhiều du khách biết đến vùng trồng rau lâu đời nhất bên bờ sông Ba Hiền Hòa. Những năm gần đây, lượng khách du lịch đến với các làng rau ven sông Ba càng nhiều. Điều này có được khi tỉnh Phú Yên triển khai đề án phát triển du lịch cộng đồng, hỗ trợ các nông hộ, các điều kiện phục vụ du lịch. Không dừng lại ở sự hỗ trợ của chính quyền, từng nông dân ở đây đã sáng tạo không gian trong khu vườn nhà theo cách riêng. Những loại rau quen thuộc trong vườn giờ được gieo ươm trong chậu. Những sản phẩm của làng rau được lựa chọn và chế biến. Và cứ như vậy, khách vừa được tìm hiểu, vừa được thưởng thức các món ăn dân dã nhưng có lợi cho sức khỏe. Từ món gỏi rau diếp cá tốt cho đường tiêu hóa, đến món bầu canh khổ qua hay ly nước sinh tố rau má có tác dụng giải nhiệt. Tất cả đều là sản phẩm của nông dân làng rau. Làng rau ven sông Ba bây giờ không chỉ có những nông dân làm lũ trên cánh đồng, mà còn là nơi của những ai muốn tìm lại một phần ký ức của tuổi thơ, muốn tận hưởng chút không khí yên bình. Những bàn tay quen với cuốc đất, trồng rau giờ đã nhận thấy những lợi thế của làng rau và biết cách biến những lợi thế ấy trở thành sản phẩm đưa đến du khách. Cô Tư Củ Cải quê ở xã Vĩnh Hành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nhưng thường xuyên có mặt tại các cơ sở nấu ăn từ thiện ở Long Xuyên. Hàng tháng, việc chế biến món ăn có sự trợ giúp của nhiều người, từ những đồng tiền đóng góp đến những gia vị lặt vặt, và cứ thế món ăn hấp dẫn của cô Tư Củ Cải bỗng dưng nổi tiếng khi mỗi tháng 3 lần người bệnh hay lao động nghèo trước cửa Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang được thưởng thức. Tôi mới gỗ chị em làm cái hội từ thiện cho tôi, mỗi một người gì hùng vô tôi 10.000 hay hoặc 5.000 là một tháng đó. Thì có cái kinh phí rằng tôi làm thiếu thì tổ trưởng móc tiền ra để lo cho Tư mua đường bột ngọt. Được người quen cho mượn mặt bằng, cô Tư lập bếp ăn từ thiện nhân đạo dân lập. Việc làm ý nghĩa nên được nhiều người hảo tâm ủng hộ. Trong đó hàng tháng các tình nguyện viên đều góp tiền hiện vật hay tự nguyện đến bếp ăn để tiếp công. Nhiều tấm lòng vàng gần xa nghe danh cô Tư Củ Cải làm việc tốt cho xã hội cũng hỗ trợ thêm tài chính để bếp ăn có điều kiện duy trì bền lâu. Còn người có cuộc sống ổn định thì đến tham gia góp công nấu ăn hàng ngày. Gần 6 năm qua, bếp ăn từ thiện nhân đạo dân lập hay bếp ăn cô Tư Củ Cải nằm trong con hẻm nhỏ của khu dân cư thuộc phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên luôn đỏ lửa. Bếp ăn luôn đảm bảo đầy đủ cơm cháo mỗi ngày. Hầu hết người nghèo nằm viện hay thân nhân nuôi bệnh là thực khách quen thuộc. Còn những người lao động khó khăn mưu sinh trước cửa Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cũng được chia sẻ những suất cơm chay no lòng, nhiều nhất là vào các ngày 14 và 29 âm lịch mỗi tháng, khi đó bếp ăn tăng lên gần 2.000 khẩu phần ăn. Để duy trì nghề truyền thống này, nhiều lò đường ở Ba La, Vạn Tượng vẫn đỏ lửa mỗi ngày. Để sản xuất ra những mẻ đường phèn đặc sản, ngoài nguyên liệu chính là đường cát trắng, còn có thêm dầu phộng, trứng gà. Trong quá trình nấu, người thợ thường xuyên thử đường để biết được mức độ đặc lỏng của đường, rồi điều chỉnh cho phù hợp. Công đoạn này rất quan trọng, đòi hỏi mỗi người thợ phải hết sức linh hoạt với những công thức bí quyết riêng. Mỗi mẻ đường khi thử đạt yêu cầu sẽ được người thợ múc đổ trong các thùng làm bằng tôn.
Trong thùng đã được đặt sẵn những khung chỉ được làm trước đó. Từng sợi chỉ của khung giúp đường kết tinh đóng khối lại với nhau một cách dễ dàng hơn. Khoảng 7 ngày sau khi đường hoàn toàn kết khối, người thợ sẽ đập rời từng tảng đến độ đặt yêu cầu rồi đem đi phơi khô dưới nắng hoặc sấy dưới than nóng vào mùa mưa. So với nhiều nơi khác, đường phèn ở Quảng Ngãi có những hương vị rất riêng. Đường có vị ngọt thanh, nhẹ và không gắt, trắng tự nhiên, như những viên thạch anh. Dù chỉ thưởng thức một lần nhưng đều nhớ và dễ dàng phân biệt. Ông Nguyễn Văn Hoành ở ấp 3, xã Sơn Phú, huyện Rồng Trôm là nghệ nhân có thâm niên gần 20 năm với nghề thủ công mỹ nghệ từ dừa. Trước khi đến với nghề này, ông Hoành theo nghề mộc, chuyên đóng tủ, bàn ghế, giường ngủ để cung cấp cho bà con ở địa phương. Đến khi tỉnh nhà có chủ trương nâng cao giá trị của cây dừa, khuyến khích người dân đầu tư sản xuất các sản phẩm từ dừa để phục vụ du lịch, ông đã hưởng ứng ngay. Với lợi thế là nghề mộc nên khi bắt tay vào thực hiện, ông Hoành có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, cái khó lúc bấy giờ là nguồn vốn để đầu tư mua nguyên liệu và trang bị máy móc để phục vụ sản xuất, bởi gia đình ông là hộ nghèo. Trước hoàn cảnh gian nan đó, các cấp hội nông dân, hội phụ nữ xã Sơn Phú đã đứng ra tín chấp để gia đình ông được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có được nguồn vốn, ông bắt tay vào sản xuất. Bước đầu chỉ là cơ sở nhỏ, nhân công chỉ là các thành viên trong gia đình và các sản phẩm được làm ra lúc này về số lượng, chất lượng cũng rất hạn chế. Tuy vậy, với tinh thần cầu thị, luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi cái mới để từng bước nâng cao giá trị thẩm mỹ của sản phẩm, từ đó đã giúp ông thành công và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Được biết, gỗ dừa làm sản phẩm mỹ nghệ đòi hỏi phải có tuổi thọ cao, bởi gỗ càng lâu năm thì mới có vân đẹp và bền chắc. Gỗ dừa sử dụng tốt nhất phải có tuổi thọ ít nhất là 60 năm và được lấy từ gốc trở lên khoảng 4 mét. Tùy theo sản phẩm đơn giản hay phức tạp mà các khâu thực hiện sẽ khác nhau. Hiện các sản phẩm đang được cơ sở ông Hành sản xuất ra mỗi ngày gồm có cống rượu, chén, cối, bộ bình ly, hữu tâm, đũa. Trung bình mỗi năm, ông cung ứng cho thị trường thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hàng chục triệu sản phẩm các loại. Mới đây, ông Hoành đã mày mò, nghiên cứu chế tạo ra máy tuốt đũa, máy tiện để phục vụ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm. Cụ thể như, với công đoạn khoét chén, cối, trung bình nếu làm thủ công mỗi ngày khoảng 40 cái. Riêng với máy tự chế mỗi ngày thực hiện được trên 200 cái. Với công đoạn tuốt đũa, máy tự chế mỗi ngày cho ra gần 3.000 đến 4.000 đôi đũa. Từ đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.